Đây là đoạn đường 2 tháng 4 qua đầu em. Rồi. Trên đầu em chút, lên cao chút. Đây là cái đoạn đường 2 tháng 4 chạy từ từ cầu Hà Ra qua cầu Móng. Là bây giờ là nó rất là vắng, là vì do cầu cầu Móng là đang bị thả tay coi. Thả tay đi coi. Cầu Móng đang bị cầu Móng là không có qua được, đang sửa chữa. Vì đang sửa chữa đập cái cầu Móng rồi nên là cái đoạn này là rất là vắng. Chỉ có người dân ở đây người ta đi qua thôi. Đây là cầu Hà Ra nè. Khu vực này là cầu Hà Ra. Cầu Móng là đã bị đập rồi. Chặn xe máy không qua được. Xe máy không có chạy tới được cầu Hà Ra, cầu Móng. Xe ô tô thì không có qua được bên này. Người ta đang xây dựng. Đây.